À, xin chào tất cả anh em, hơn 1.000 người đăng ký. Hôm nay mình lại có mặt ở đây để cập nhật cái tiến độ công trình dựng nhà sàn. Đấy, video thứ 3 về cái nhà sàn này. Một là video bán, hai là video là tiến độ lần 1. Hôm nay thì mình qua đây là tiến độ lần 2. Đấy, anh em xem này, đã dựng lên ngay ngắn, cân chỉnh, đang trong quá trình lợp mái ngói. Đấy, đang trong quá trình lợp mái ngói thì là cái nhà sàn này là bộ khung nhà sàn là gỗ trò chỉ. Đấy, hiện tại mình đang còn hai căn như thế này nữa. Đấy, hai căn như thế này nữa dựng lên, 3 gian hai trái. Đấy, diện tích của mình là chiều dài khoảng 12 m, rộng khoảng 7,5 m đến 8 m. Đấy, toàn bộ là cột là gỗ trò chỉ. Đấy, thì hôm nay mình đang hoàn thiện đấy, anh em nhìn này, anh nhìn hoành này, đấy, hoành táo mật. Hoành táo mật bào ra rất là đẹp luôn. Đây, căn nhà sàn 3 gian 2 trái. Cái gầm sàn này, bởi vì đây nó là cái lối nhà cổ, gầm sàn của nó tương đối là thấp, nó chỉ được 1,4 m thôi. Đấy, thì về và phải xây thêm cái chân đế gạch ở dưới này lên thì nó lên 50 nữa, 1,9 m, 1,9 m hơn 2 m, thì là sẽ là sử dụng được cả trên cả dưới. Đấy, nhà sàn kẻ truyền 3 gian 2 trái, 6 vì. Mỗi một vì là 4 hàng cột, tổng của mình là 24 cột. Đấy, thì anh em có thể xem là về cái đường lối kiến trúc. Đấy, đường lối kiến trúc đây, anh em xem đây. Đấy, rất đẹp luôn nhé, mọi người nhé. Đấy, đây mình sẽ đi vào đây để giới thiệu cụ thể hơn. Đấy, cột. Cái nhà này là nhà cổ, nhà của nó 6-70 năm rồi. Gỗ ngày xưa gỗ rất là tốt, mình có bào ra mình mài, mình đánh bóng lại thôi. Đấy, bào ra đánh bóng lại, anh em nhìn này. Đấy, anh em nhìn cột trò chỉ này. Đấy, nhìn cột trò chỉ rất tốt luôn. Kẻ truyền 3 gian, mình về mình đóng dùi liền. Anh em thấy dùi liền không? Dùi liền đẹp không? Đấy, anh em thấy dùi liền đẹp không? Rất đẹp luôn. Đấy, về mình đóng dùi liền 3 gian kẻ truyền. Ra lên đây nằm ngủ à? Đấy, nằm đây mát mà, nằm đây là thoáng. Mát hơn bên kia. 3 gian kẻ truyền. Mình đang còn 2 căn như thế này nữa. Thì anh em nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại của mình hoặc là kết bạn Zalo, mình sẽ gửi ảnh, gửi mẫu, thông tin chi tiết, báo giá. Đấy, số điện thoại của mình là 0963 nhé, 177 806. Đấy, có cả Zalo, Facebook, đầy đủ mọi cái để anh em có thể liên hệ và kết nối. 0963 177 806. Mình sẽ để số điện thoại của mình ở trên tiêu đề bài viết. Đấy, anh em có nhu cầu sẽ liên hệ với mình. Đấy, như những cái nếp nhà sàn này dựng lên, đấy, chưa tính phương án ngói lợp, gỗ rất là tốt. Đấy, đầy đủ sàn vách lan can. Đấy, đóng dùi liền. Đấy, nồi đầy đủ nội dung như này, hơn 4 lít, giá rất rẻ. Đấy, gỗ hoành, gỗ táo mật. Đây, anh em nhìn này, ui nặng lắm ấy, khủng khiếp luôn. Đấy, anh em nhìn chất gỗ này. Đấy, chất gỗ nó đanh, táo mật mà. Đấy, rất đẹp luôn. Đóng dùi liền này thì không sợ nóng nha anh em nhá. Đấy, đóng dùi liền này thì không sợ nóng nhá. Có thể lắp được cả điều hòa luôn nhá. Đấy, đóng dùi liền rất đẹp luôn. Đấy, anh em xem và tham khảo cái mẫu này, rất là ok. Đấy, cột này, anh em nhìn cột này, hàng chục năm rồi mà nó có bị mối mọt gì đâu. Đấy, nó hàng chục năm rồi mà nó có bị hiện tượng mối mọt gì đâu. 3 gian 2 trái. Đây, cái trái này thì về mình cũng nới rộng luôn để sử dụng luôn ở trong lòng nhà, để thêm mỗi bên là 1,5 m nữa, là tổng là thêm 3 m nữa. Đấy, tổng là thêm 3 m nữa, mình đang có một căn như thế này nữa. Đấy, 2 căn như thế này nữa. Thì anh em nào có nhu cầu thì đây, lắp dựng xong căn này lại chiến đấu tiếp một căn nữa. Đấy, anh em có nhu cầu để liên hệ mình. Nhà kẻ truyền rất đẹp,
lối dáng rất đẹp luôn. Anh em tham khảo nhé, tham khảo lối nhà kẻ chuyền lối dáng rất đẹp. Ok, xin chào anh em, cảm ơn tất cả anh em.